Hai chồng người nha, mình là đi đây, hiện tại là mình đang chồng được game King Legacy nha. Rồi thì ở clip này gì? Clip này là mình sẽ cho các bạn thấy được là có một trác quỷ nha các bạn. Tuy là cùi nha các bạn, cùi lắm luôn ấy. Đấy, ở đây mình nói cùi ở đây á, là phẩm chất nha các bạn nha. Đấy, là phẩm chất cực kỳ cùi luôn. Đó, chỉ là common thôi nhưng mà có thể giúp cho các bạn gọi là solo cả hai ra nữa các bạn. Du biển nè và cả tàu ma luôn nha các bạn nha. Không đùa đâu mà nói thật. Đấy, các bạn sẽ khá là bất ngờ với cái trác quỷ luôn ha. Rồi thì đó chính là trái gì thì các bạn hãy, mình sẽ cho các bạn 3 giây nha, các bạn hãy comment ý kiến bên dưới cho biết thử nha. 3, 2, 1. Rồi các bạn chắc cũng đã đoán rồi đúng không các bạn ha, không có trái quỷ nào mà có thể gọi là solo 1-1 với du biển luôn nha các bạn. Mình nói đây solo 1-1 là đứng im nha các bạn, là mình đứng solo luôn ấy. Đấy, các bạn phải hiểu cái từ solo nha các bạn, là không có chạy nha các bạn. Nếu mà các bạn đánh á, chạy ra hết combo đúng không các bạn, hết máu sao các bạn chạy ra hồi máu, xong các bạn lại vô, sao các bạn chạy ra hồi máu, sao các bạn lại vô đúng không, thì mình nghĩ là trái nào cũng có thể solo trái quỷ được đúng không các bạn, đúng không? Đấy, nhưng mà trừ mấy trái mà không có đam như là mấy trái spin đó các bạn. Cái spin này các bạn là không có đam luôn đó, chứ trái bơm cho đi là có đam rồi đúng không các bạn. Đấy thì trái nào cũng solo được, nhưng mình nói đây là đúng nghĩa đen nha các bạn, là các bạn có thể solo 1-1 được luôn nha các bạn, là đứng quánh luôn đó, đúng chuẩn luôn nha các bạn. Đấy, rồi bây giờ đó chính là trái nào thì bây giờ mình sẽ nói bạn luôn ha. Đó chính là cái trái mà mình nói các bạn dễ công dụng nhiều nhất các bạn, giúp cho các bạn farm được này đúng không? Đó, mặc dù cùi. Này, mình nghĩ các bạn đoán ra rồi đúng không các bạn? Đó chính là gì? Đó chính là trái chopper nha các bạn. Đây. Thì hiện tại là mình cũng đã chay thành công cái trái chopper rồi nha các bạn nha. Đó, mình đã có chopper vĩnh viễn luôn, mình xài vô cho các bạn xem. Rồi. Thì cái trái chopper này là một trái phải gọi là cực kỳ là mạnh luôn nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì các bạn có thể giúp cho các bạn gọi là đấm liên tục các bạn. Đấy, đấm mà các bạn solo cả du biển hay ra và tàu ma luôn nha các bạn. Đấy, không đùa bạn đâu, tàu ma luôn ấy. Các bạn vẫn có thể solo tàu ma được luôn, rất là ngon luôn nha các bạn nha. Đấy, rồi tại mình cũng có test thử các bạn, là mình không biết là giữa giáp cua các bạn, đây giáp cua nè với lại cái mặt nạ hai ra các bạn, đó thì cái nào sẽ giúp cho chopper này gọi là solo trâu hơn các bạn, solo lâu hơn ấy. Đấy, đây là vậy, thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ test cho bạn trước giữa cái mặt nạ hai ra với lại giáp cua ha. Tại mặt nạ hai ra thì các bạn có thể kết hợp với lại tộc Cibit được nha các bạn, là các bạn sẽ được ít hai cái năng hồi máu ấy, đó là giúp cho các bạn hồi máu liên tục luôn. Và nếu mà các bạn nào mà hơn mình nữa các bạn, là bạn đó có cái dòng mà khi mà dưới 50% máu các bạn, đấy thì các bạn sẽ được ít hai thêm thời gian tốc độ máu hồi máu nữa. Đấy đấy thì gọi là các bạn sẽ gọi là solo ngon hơn nếu mà các bạn có cái dòng đó. Đấy là vậy. Đấy, rồi thì bây giờ là mình qua thử gì ạ, gì đây đó, bạn này đang quánh rồi, từ để anh solo thử. Đó, để mình solo thử nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái chớp ra. Đâu rồi? Đó. Chớp ra. Rồi mình sẽ ủa đâu rồi? Lấy mặt nạ hay ra cho bạn xem luôn nha. Đây, mặt nạ hay ra equip vô luôn nè. Đó. Thì đây các bạn thấy không? Khi mà ôi các bạn nhìn hồi máu kìa. Ôi. Khi mà mặt nạ hay ra kết hợp với lại tộc Cibit thì sẽ như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ biến thành chopper đó. Thì cái chopper này sẽ giúp các bạn đứng ở dưới nước luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy khỏe không? Không cần phải như mấy trái quỷ khác là các bạn phải đó không, bây giờ các bạn chỉ cần đi sát cho mình và đấm cho mình. Chưa có điểm đấy. Chưa có điểm. Chạy từ. Quên. Xếp nửa tay rồi bạn ơi. Lại nè, melee nè, máu nè, với lại fruit nha bạn ha, fruit luôn ha. Đấy. quên chưa reset điểm rồi. Thì cái trái chopper này á sẽ giúp cho các bạn đứng ở dưới nước được nha các bạn thấy không này. Đó, sẽ giúp các bạn đứng ở dưới nước luôn, khá là ngon luôn. Nên là các bạn xài tộc Cibit sẽ kết hợp rất là ngon luôn nha các bạn nha. Không cần phải khi mà xài chiêu á các bạn phải nhảy lên bờ đúng không các bạn mới xài chiêu được ha, hoặc là bay trên trời ha. Đấy, nhiệm vụ trái chopper này khá là dễ đây, các bạn chỉ cần đứng sát dưới nước luôn và các bạn đấm thôi. Ôi, các bạn nhìn đam kìa. Ôi và các bạn nhìn máu hồi kìa. Ui máu hồi kìa. Ui đã không? Ôi rất đã luôn nha bạn. Đấy, thế là mình sắp đầy máu rồi các bạn, đỏ đầy máu rồi nè, phải không? Và đấm rất là nhanh luôn nha bạn. Đấm nhanh cực kỳ luôn. Đấy, bạn thấy ngon không? Nếu mà các bạn nào mà có thêm cái dòng búp mà dưới 50% máu bạn thì sẽ hồi máu thêm nữa. Thì các bạn sẽ có lượng đam sẽ khủng, cái lượng hồi máu bạn các bạn sẽ khủng hơn nhiều luôn nha bạn nha. Đấy bạn thấy không nè. Solo là dễ phải không nè đó. Mình không đùa các bạn nha, đấy, mình không đùa với bạn nha. Solo thiệt nha. Đó phải không? Solo thiệt luôn phải không? Đó. Solo thiệt luôn, không giỡn, không xạo nha. Bây giờ rất là ngon luôn nha bạn. Ui, mà các bạn ném bóng nước này nhiều nha bạn.
chứ ăn bóng nước nó nhiều cái khả năng toàn cũng khá là cao các bạn, thấy không? Solo luôn ha. Đó, hồi máu lại nè. Và các bạn hết máu rồi các bạn cứ thôi bật kem lên đó và các bạn đứng nắm tiếp. Đấy, rồi các bạn sẽ được hồi máu đầy lại nha các bạn nha. Chắc chắn là đầy máu luôn. Đó, sau khi hết chiều thì các bạn tắt kem, nhảy lên tắt kem và hồi máu tiếp. Các bạn thấy chưa? Ui. Trời ơi, solo kìa. Gọi là tay đôi luôn nha các bạn, cái này diệt chủng là đấm tay đôi luôn. Đó, đấm tay đôi luôn. Không chạy nha các bạn, không chạy, không chạy ra hồi máu gì luôn, đứng tay đôi luôn. Đó, thấy không? 500k đam rồi nè. Ui, đam phải không? Khỏe chưa? Ơi mất số hết rồi. Trời, ta đang solo. Vậy là mất số hết của mình rồi. Đó, solo luôn. Không chạy luôn. Ôi bá bạn, bá thật sự luôn ha. Thì lát hồi mình thì cái dạng solo này á thì chỉ áp dụng khi ở dưới nước thôi nha các bạn nha. Đấy, tại vì dưới nước có thể kết hợp với tộc Cbiz được. Nên là các bạn mới có thể gọi là solo được, kết hợp với mặt nạ Hydra thì các bạn mới solo được ha. Nếu mà cái con Hydra mà lên bờ các bạn thì các bạn sẽ không có được cái nội tại hồi máu như vậy được ha. Thì các bạn sẽ không có solo được. Đấy. Nên là ưu tiên dưới nước là dạng 1 của Hydra nè, du biển nè, kèm theo là tàu ma nha các bạn ha. Đấy. Thì các bạn có thể biết là tàu ma cũng có thể gọi là ngang sức mạnh với lại Hydra nha các bạn nha. Đấy, sức mạnh nha các bạn chứ mình không nói máu nha, sức mạnh đấy tại vì khi mà các bạn đứng gần cái tàu ma là các bạn sẽ bị ăn đam nhiều lắm đúng không các bạn? Các bạn bị đốt máu, đốt máu thiệt toàn luôn ấy, đốt máu liên tục luôn đó. Nên là cái khả năng mà các bạn trụ được với lại tàu ma cũng khá là thấp đúng không các bạn? Đấy, thì mình cũng sẽ test thử cho bạn xem là cái chopper này á, đấy, trụ được bao lâu với tàu ma luôn nha các bạn nha. Đấy, trụ được bao lâu với tàu ma. Tại vì cái mặt nạ Hydra này không có giảm đam cho du biển với lại tàu ma hả bạn ha. Đó, chỉ có giáp cua thì mới ra. Nhưng mà giáp cua thì lại không có được hồi máu nhiều như vậy hả bạn ha. Đâu bây giờ mình sẽ test thử giáp cua cho bạn xem ha. Thử xem kết hợp với giáp cua hay là... Từ, tắt biến hình đã quên. Ủa, tắt chưa? Rồi, tắt rồi nè. Thử kết hợp giáp cua với lại cái mặt nạ Hydra thì cái chopper các bạn cái nào ngon hơn. Đấy, thì mặt nạ Hydra thì có thể giúp các bạn trâu hơn nha bạn, trâu hơn ha. Trâu hơn, đấy. Trâu hơn nhiều luôn mày thấy không, trâu hơn nhiều luôn. Nhưng mà để xem con mình ăn đam thử nha các bạn. Ồ, vậy kết hợp giáp cua các bạn có thể bất tử hơn chứ bạn. Đấy, tại vì giáp cua giúp cho các bạn trâu hơn bạn. Hay ra du biển quánh vô không vô đam lắm nè. Nhưng mà tốc độ hồi máu thì sẽ không bằng thôi nha các bạn nha. Không bằng thôi à, với lại cái mặt nạ hay ra thì giúp cho các bạn dễ lấy hơn giáp cua đúng không. Giáp cua thì hơi khó lấy quá. Giáp cua, ủa giáp cua mạnh hơn nữa bạn. Tôi hứng luôn nè. Ấy hứng đam luôn, rồi full nông, full máu không nha. Ôi full máu luôn nha bạn. Ui giáp cua trâu quá bạn ơi. Giáp cua cộng 1 nha, trâu cực kỳ luôn bạn. Thôi trâu quá. Rồi hồi đầy luôn nè bạn. Đấy, có thể là hơn mặt nạ hay ra luôn rồi. Nhưng mà mặt nạ hay ra thì dễ lấy hơn nha bạn nha. Các bạn có thể đánh hay ra dễ hơn là đi dry ra cái giáp cua cực lắm bạn. Đấy. Rồi, vậy là mình đã đấm solo thành công, các bạn thấy rồi nha bạn nha. Vậy là du biển mình đã solo xong rồi nè. Bây giờ là còn tàu ma với lại hay ra thôi nha. Đấy, rồi bây giờ vô lượm rương luôn nè. Đấy, cơ bắp đấm. Ô rương hai hay. Ô skin blood với chai gold nha bạn. Hình muốn thử cái dạng cung phu để đấm thử luôn nè bạn. Nhìn mà ô ghê hả, ghê vậy, ghê. Bạn này được mochi luôn nha bạn. Rồi, ô tiện quăng mochi vô người mình cái mình mất cái hình dáng chopper bạn phải. Rồi thì bây giờ mình sẽ đợi tàu ma với hai ra mình solo thử cho bạn xem luôn nha. Rồi nha các bạn nha, tiếp theo nha, tàu ma đã xuất hiện rồi đây. Bây giờ là mình sẽ thử đi solo với tàu ma thử cho bạn xem nha các bạn nha. Tại vì tàu ma là cái lượng đam cũng khá là to nha các bạn nha, to với ảo lắm. Nên là không biết là có solo nổi không, báo vậy thấy chưa. Khi mà tới gần á thì có một cái làn xanh này đó bạn. Đấy, xung quanh cái tàu ma á là mình không biết có đánh solo lại không nữa. Mình test thử cho bạn xem ha. Đấy, với khả năng và loại hồi máu siêu tốc các bạn. Với giáp cua không biết hồi nổi không ha, đây thử nha. Coi thấy không nè, máu hồi không kịp đâu nha các bạn nha. Đấy, nếu mà các bạn xài giáp cua như là không kịp ấy, bây giờ mình sẽ đổi qua mặt nạ hay ra thử đi ha. Đó thấy không, vậy là máu cứ thua á, vậy là chắc chắn các bạn thua luôn. Rồi bây giờ là né nè nha bạn, ăn một cục bơm là toán đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử mặt nạ Hydra nha bạn. Đây, thử xem coi đứng dưới nước có solo nổi không nha. Rồi đây nè, đó thấy không, tại vì mặt nạ Hydra thì giúp cho các bạn hồi máu nhanh hơn bạn. Nó hồi máu nhanh lắm, hồi ít hai lần mà, tại mình là cộng một nữa bạn, thấy không nè, mình có cộng một nữa. Nên là cái bình thường là 1.5 các bạn. Bây giờ các bạn khi mà cộng 1 sẽ lên tới 2 chấm lần, nên là hồi máu nhanh lắm. Đấy, phải không? Mình nghĩ là có thể solo nổi á các bạn. Đó, tới gần luôn. Đó, các bạn thấy không nè. Ui, rồi hồi rồi trừ, phải không? Vậy là cái
cái mặt nạ Hydra này mới có thể solo nổi nha bạn nha. Đấy, ù hồi trừ, ô từ từ nổ không ta, hồi rồi trừ, hồi rồi trừ, hồi rồi trừ các bạn, hồi rồi trừ, hồi trừ. Nổ không ta, ui ui bị trừ nhiều hơn rồi bạn ơi, ấy à, trừ nhiều hơn rồi, ui khó nha, khó nha, khó nha. Nhưng mà trụ sẽ lâu hơn được cái giáp cua nhiều ha bạn nha, để trụ nhiều hơn giáp cua nhiều. Đấy, nếu mà bạn nào có thêm cái ấn như mình nói bạn, cái mà trong búp với bạn, cái mà trong sách ấy đó, các bạn dưới máu bạn được hồi máu hơn nữa thì may ra các bạn mình nghĩ là solo dư luôn ấy. Bạn nào mà có cái ấn mà lúc đầu mình có bạn là dưới 50% máu á là sẽ tăng thêm khả năng hồi máu bạn đấy, là kèm theo cái mặt nạ Hydra nè, rồi kèm theo cái tộc Cibit nữa, là mình nghĩ là các bạn solo với lại cái tàu ma này dư luôn đấy. Rồi bây giờ là mình thử coi là khi mình toan hết máu luôn nha bạn, mình toan luôn nha, toan luôn thì mình sẽ gây được bao nhiêu, tổng bao nhiêu đam lên cái tàu ma này nha bạn. Đây giờ mình đợi hồi máu đã, không được dính cục bơm nha bạn, các bạn mà dính cục bơm là thua luôn á, một cục bơm dính thôi là các bạn toan liền. Rồi bây giờ mình thử nha, đây đứng sát luôn đó bạn, đó sát luôn, coi là mình sẽ đấm tầm bao nhiêu máu xong rồi mình sẽ toan nha bạn. Đó thấy không, đừng để ăn trái bơm, ăn bơm của tàu ma bắn vô là được nha. Đấy, đừng để ăn bơm tàu ma bắn vô là được. Đấy, đấm đấm, nổi không, thắng không, thắng không, cố lên cố lên cố lên cố lên chấp bơ, cố lên chấp bơ, cố lên 200 ai ra. Rồi 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 rồi, chị thua bạn, thua 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 thua. Đấy, vậy là khi mà tàu ma mà sử dụng cái chiêu rẹt cái đó là mình thua liền nha bạn nha, vậy là mình sẽ không có đánh nổi nha bạn nha. Đấy, hết sức á, hết sức rồi đấy, là vậy. Nói chung là khả năng solo của bạn là vẫn có phải không, đấy vẫn có thể trụ rất là lâu luôn nha bạn nha. Đấy, trụ lâu hơn là khi mà các bạn mà vừa quánh mà vừa chạy các bạn nữa bạn, không có chắc quỷ nào chắc mình nghĩ là khủng long nổi không ta, mình không có biết chắc là khủng long hay là mấy cái trái khác nổi không nha bạn nha. Nói chung là những trái mà có thể đánh thường được ấy, đấy có thể đánh thường được. Đây chopper mình thấy đấm rất là đau các bạn, đấy đấm nhanh nè, nhanh và đam rất là to nữa nên mình mới chọn chopper các bạn, cái chứ khủng long cũng có thể đánh thường được, đứng dưới nước được hay sao ấy, nhưng mà mình không có chắc các bạn, không có chắc là có thể gọi là trụ lâu được như là chopper hay không. Đấy, tại lượng đam chopper to lắm bạn. Rồi giờ hết cái này nha, rồi bây giờ mình xuống, mình nghĩ là mình solo dư rồi đó bạn. Đấy, không ăn bơm là được nha bạn, không ăn bơm là dư. Đó, giờ đứng đây đấm nè, cố lên, hồi máu đi, hồi máu đi, hồi máu đi. Đấy, hồi máu đi, hồi máu đi, ai vậy, bạn kêu qua phụ rồi, hồi máu đi, hồi máu đi, solo. Và khi mà các bạn muốn lượm rương các bạn thì cái trái chopper này là cái trái lượm rương dễ nhất luôn nha bạn. Đấy, tại sao, tại vì khi mà các bạn sẽ bóng nước đúng không, các bạn sẽ bơi đụng qua đụng lại rất là khó chịu đúng không bạn, không có đứng yên một chỗ ấy đó. Và cả cái tộc Fishman hay là cái tộc Cibit này cũng vậy đó bạn, cứ qua lại rất khó chịu nha. Nhưng khi mà các bạn sẽ chopper này các bạn thấy dễ không nè, đó thấy dễ dàng không đó, các bạn đứng im nhìn cái rương mở ra luôn nè đó, thấy chưa, dễ ha, rất là dễ dàng với chopper luôn bạn. Còn cái này đúng không, không cần nhảy luôn phải không, không cần nhảy luôn, dẫn đường nè đó và lượm rương này luôn. Đấy, các bạn thấy easy không, cái với cái trái chopper này rất là easy luôn các bạn ha. Đó, vậy là xong rồi đó bạn. Easy ha. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ treo hai đờ ra thử cho bạn xem nhé bạn, xem là mình có đấm liệu cái mặt nạ Hydra hoặc là giáp cua của bạn với chopper này, xem có solo nổi Hydra ở cái dạng mà dưới nước hay không nha bạn nha. Let's go. Rồi nha các bạn ơi, đây hiện tại là hai Dra đã ra rồi ha, đây mình đã treo ra hai Dra, hai Dra rồi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ thử đấm solo với hai Dra nha, một thôi nha, để xem coi có lại không nha bạn nha. Để mình vừa đổi mochi để lăn tới cho nhanh các bạn, chứ các bạn mà không xài mochi lăn tới thì đi tới mai luôn đấy. Đấy rồi, ui rồi bây giờ là đây, mình sẽ đấm thử solo cho bạn xem nha. Đấy, hai Dra thì hết bốc khá là dư nhiều, mình vừa mới thấy được cái hình cả hai đúng không bạn, thấy rõ bạn, kiểu không thấy nước ấy. Thôi hết bóc của hai ra rất là rộng phải không nè, để mình đấm sẽ rất là dễ nha bạn. Đó đấy nha, hình như là giáp cua bạn thì đẹp, thì các bạn sẽ thấy ha, riêng về hai đồ ra và du biển các bạn thì mình nghĩ là các bạn nghĩ là cầm giáp cua á thì solo sẽ dễ hơn các bạn thấy không, nhưng mà riêng
mà riêng tàu ma các bạn thấy không, riêng tàu ma thì mình lại thấy không dễ ha bạn ha. Đấy, riêng tàu ma thì mình lại không có thấy ngon bằng giáp cua, tại vì tàu ma thì đốt máu liên tục các bạn, giáp cua có giảm đau nhưng mà hồi máu của cái tộc dù bị sẽ không kịp ấy đó. Rồi vậy là giáp cua cũng đấm cũng tầm 300k là gần toan nha bạn nha. Mình nghĩ là nếu mà đấm full ấy thì tầm cỡ 400-500k nha bạn là mình sẽ toan nha. Đó là mình sẽ toan luôn ấy. Từ từ dặn nhỏ tiếng đã bạn ơi, tiếng to quá, tiếng to quá, tiếng roll lock to quá. Rồi nhỏ lại nha, nhỏ lại bớt. Rồi tắt cái game này đã. Rồi mình có chơi game hãy tắt mấy bạn, quanh bi phanh quanh bi mấy bạn phải có chơi chứ. Rồi bây giờ là mình sẽ test thử với cái mặt nạ Hydra ha, để xem mặt nạ Hydra chịu được lâu hơn hay không. Với lại khi mà các bạn xem mặt nạ Hydra này á, các bạn cộng 1 lên á sẽ được giảm nhiều hơn giáp cua nha bạn nha. Đó, giảm tới 45% riêng của Hydra luôn, và hồi máu cũng nhanh hơn nữa, nhưng mà bù lại là máu các bạn rất là thấp nha. Đấy các bạn thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đấm thử nha cho các bạn xem, xong mình sẽ tổng kết thử coi giáp cua với mặt nạ Hydra cái nào sẽ ngon hơn nha các bạn. Đấy rồi chuyển hình nè, vô từ nha, kèn các bạn, đó là kèn nè, vô rồi đứng trụ nha bạn, đứng thử nha. Ơ gì á, chưa kịp làm gì nữa, đâu rồi, trời ơi sợ rồi đúng không, sợ chạy á bạn, sợ chạy, sợ chạy đó. Ủa phải không, không có giáp cua rồi à. Mình không biết là cái mặt này Hydra này có thực sự là giảm hay không của bạn đó đó, mình không biết Hydra có thực sự là giảm đam hay không các bạn, mặc dù là có hồi máu nhanh hơn thiệt ha, mình không biết là có thực sự là được là giảm đam luôn hay không nè. Thêm một cái là nửa cây đó đó đó, phun một cái là nửa cây à, trong khi giáp cua có xíu mà bạn ơi. Đấy ấy à, thấy chưa thấy không, mặc trong khi giáp cua có chút xíu à, mà mặt nạ Hydra chịu không nổi nha các bạn nha, mặt nạ Hydra chịu không nổi luôn. Đấy để mình xong cái dạng hai mình sẽ kêu người qua phụ nha các bạn. Đấy thực sự là đánh không có nổi dạng hai đâu, tại dạng hai là không có được full hồi máu nữa nha các bạn nha. Đấy mà không, mình cũng không có hiểu nữa bạn, lát hồi mình sẽ cho Hydra phun thử cho bạn thấy nha. Đấy phun một phát bao nhiêu đam mình còn bao nhiêu máu, xong rồi mình mặc giáp cua vô cho bạn thấy. Giống như kiểu là mà mấy mặt nạ Hydra thì có tăng máu như bạn, có tăng hồi máu thiệt, nhưng mà kiểu không có giảm đam cho Hydra các bạn. Thì kiểu vậy mình cảm giác như không có giảm đam cho Hydra luôn ấy. Thấy không, phun cái nửa cây rồi là giảm đam dữ chưa đưa bạn, ảo là vậy đó. Rồi bây giờ sẽ test thử nha. Ủa có ai bển đâu mà Hydra đứng đó ta, ủa đâu có ai bển đâu, đâu có ai bển đâu bạn, nè đâu có ai bển đâu, đứng làm gì bung à giống bị bung quá bạn ơi, như bị bung rồi bạn ơi, bị bung rồi, đâu có ai bển đâu, xong lặng ta ảo thật. Rồi đó có người tới thì bắt đầu mới nhảy nhảy đó bạn. Rồi bây giờ cho bạn xem thử nha, cho bị phun một cái nha bạn. Ở đâu rồi, phun mình đây. Rồi phun cái nè, phun thử cái coi, không tới nữa để mình coi còn nhiêu máu nha. Nè phun nè, đó còn hai mấy ngàn nha bạn, 22.000 sao các bạn, là 22.000 đúng không. Rồi giờ cho bạn xem giáp cua nha, chứ giáp cua sẽ như thế nào ha, là mình 22.000 rồi đúng không. Rồi bây giờ là thử với giáp cua nha, kiểu mình cảm giác như là không có giảm hay không đó, cũng phun một cái nửa cây à, là coi như là không có giảm vậy đó. Đâu 22.000 đúng không, bây giờ 59.000 nè, bây giờ 59 mà trừ 2 là tầm còn 37 đúng không các bạn. Đấy còn tầm 37 nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho phun thử nha, còn 37 máu hay không biết liền à. Đâu? Phải cái này, không phải cục này lại cục kia mới đúng, cái phun mà nước tới các bạn mới đúng nha, cái cục này thì đam lại khác rồi. Để hồi máu lại đã. Rồi 59k 100 full nha các bạn. Rồi phun thử coi, 57-58k nè. Rồi phun đi. Ơ à, sao lại không phun, đâu rồi, nè phun nè, còn 46 bạn không, thấy không bạn, thấy không các bạn, thấy không, đáng lẽ phải còn 37 đúng không các bạn. Đó đây các bạn thấy rõ ràng nha, đó bạn thấy rõ ràng nha, là kiểu giống như mặt nạ Hydra không có được giảm đam cho you hay cho Hydra luôn hay sao á, phải không nè. 44 này còn 22 là 22k đúng không, đó 59 phải còn 37 chứ đúng không, 37 22 sao 59 mà sao kỳ á, bạn thấy ảo không. Đó kiểu mặt nạ Hydra bị lỗi sao các bạn, mình cũng không có hiểu admin tính giảm đam sao nữa, mặc dù là giảm nhiều hơn giáp cua ha. Đấy nè phun lại nè, đó bây giờ nè còn 22 nè, một phun nửa cây phải không. Rồi bây giờ mình sẽ không xài cái giảm đam này luôn nha các bạn, mình sẽ không xài một cái giảm đam nào luôn, mình sẽ xài búp cho giác quỷ ha, mình xài búp cho giác quỷ luôn và cho bạn xem nè coi là bình thường phun sẽ còn bao nhiêu luôn nha.
rất là ảo luôn bạn. Đấy, cái điều đó, cái điều gọi là mình thắc mắc và rất là ảo của cái mặt nạ hai ra bạn, là lên cộng 1 là không biết là cộng 0 có như thế nào, nhưng mà lên cộng 1 là không, là như là không giảm luôn, phải không? Giảm như không giảm luôn. Đây phun máu nha. Đây phun máu. Rồi, bây giờ phun một cái coi. Không, phải cái này á. À, phải cái này. Lại. Phải phun cái nước các bạn, mình chỉ tính đúng cái nước thôi. Nếu mà lần này mà phun là đúng 22.000 máu của mình luôn á, là cái mặt nạ hay ra sẽ bị lỗi nha bạn nha. Lỗi cực kỳ lỗi, lỗi nặng luôn á. Giảm nhiều như vậy mà coi như là không giảm vậy đó, phải không? Rồi phun. Trời ơi, cứ tới là khè vậy là thua rồi, thua rồi. Tới là khè là thua rồi bạn ơi. Cứ tới là khè. Không chịu phun cục nước đi, phun cục nước là xong mà. Rồi, xài thử ngay lại bằng nạ đi ha. Bằng nạ này có giảm gì không? Không này nha. Giảm đam fruit thôi. Rồi, phun đây nè. Phun một cái nước thôi, một cái nước thôi. Một cái nước thôi phun. Lặn cái gì? Quý hay ra này, phun nước. Nữa. Ủa? Chúng hỏi. Hay ra bị gì vậy bạn ơi? Cứ tới là nhảy đó. What? Là sao nữa đây? Đó. Ủa? Bị gì vậy bạn? Hay ra bị gì luôn rồi, bị bung rồi. Đó. Bị gì vậy bạn? Bị gì á? Bị gì á? Không, phải cái này, phải cái này. Bỏ, né. Rồi, phun nước nè, phun nước cái coi, phun nước coi. Nè. Đó, phải không nè? Hình như ngang đúng bạn. Ngang như là không giảm bạn. Thì mặt nạ hay ra bị lỗi rồi, phải không nè? Phải không? Giảm đam nè, reduce là giảm đam mà, vô hay ra mà. Đúng không? Vậy là mặt nạ hay ra bị lỗi nha bạn nha. Cái giáp cua mới gọi là giảm đam nè, còn mặt nạ hay ra là coi như là không giảm luôn ấy. Mình mặc vô coi như là không mặc nữa bạn. Mặc như không mặc ấy, kiểu vậy. Rồi, bây giờ là đánh phụ đi nè. Vậy là mình đã test thử cho bạn xem ha. Vậy là do cái mặt nạ hay ra bị lỗi nha các bạn, chứ không phải là do cái giáp cua nha. Đó, các bạn sẽ thấy đó, hồi nãy là mình không mặc gì đúng không, phun cũng còn 20k phải không, đấy là cũng như giảm như không giảm bạn. Thôi vậy là mặt nạ hay ra lỗi cực kỳ lỗi luôn. Tôi đúng không, bây giờ mình sẽ đợi hay ra lúc mặt khè á bạn, khè cái hai cây bá dương á, là mình sẽ test thử cái mặt nạ hay ra với lại cái giáp cua cho bạn thấy biết liền à. Mình sẽ tính cái số máu mình mất các bạn, mình trừ chứ giáp cua được tăng thêm máu mà đâu có tính phần trăm máu được đâu nha. Đấy, mình sẽ đứng ăn hăng hết cái hai cây bá dương cho bạn xem luôn nè. Bạn xem nè, cái hai cây bá dương của hai ra nha. Đây, rèn cái đi, rèn nè, rèn cái coi. Hình như còn một mờ các bạn. Đây 16k vậy chứ, 44 còn 16. Rồi, từ từ để mình ra hồi máu cái. 44 còn 16 nha. 44 trừ 16 là tầm nhiêu ta? 28 nha bạn, 28.000 máu nha, 28.000 máu. Rồi, bây giờ mình sẽ xài giáp cua cho bạn xem nè. Nè, 28.000 máu nha. Bây giờ là giáp cua nha. Đây nè. Bây giờ giáp cua cho bạn thấy nè, trừ nhiêu nha. Nếu mà giáp cua trừ 28.000 máu đúng không, là 59 trừ 28 là còn tầm còn phải tầm mình phải còn 31.000 máu nha bạn nha. Mình phải còn tầm 31.000 máu nha. Tự du biển đâu ra kẹt vô vậy? Né ra nào du biển. Đây. Mà máu không? Đây chứ có 40.000 à, thấy không? Mà thấy không? Đấy là mình mất tầm có 19.000 máu à, thấy chưa? Là giảm đam cho hay ra dữ chưa? Phải không? Là giảm đam cho hay ra dữ chưa? Cái mặt nạ không có công dụng như vô hay ra luôn nha bạn nha. Cái mặt nạ hiện tại là bị lỗi nha bạn nha. Không công dụng như hay ra luôn. Đó, là các bạn thấy rõ ràng nha, rõ ràng nha. Mình không có tính theo phần trăm gì nha bạn, tại vì giáp cua được tăng máu hơn mà, nên không tính theo phần trăm được. Chỉ tính theo số máu mình mất thôi đó, là các bạn thấy rồi đó. Nếu mà hay ra được giảm nhiều hơn á, đáng lẽ mình phải mất tầm 15k thôi các bạn, đúng không các bạn? Nhưng không, mình mất tới 28.000 lần. Còn cái giáp cua này là mình mất tới tầm 18-19k như các bạn thấy nãy đó. Đó, là các bạn thấy như thế nào thì các bạn comment ý kiến bên dưới thì biết nha. Ngon. Ôi, tính ra ngày hôm nay mình treo khá là hên hả bạn. Ô, chiếc bột katana hôm nay treo khá hên hả bạn. Như là ba con du biển, hai con du biển đầu là rương hai hết luôn, con du biển thứ ba là rương ba, bây giờ hai ra cũng rương ba. Tôi đưa đây cũng được, ngon đó chứ. Trời ơi, quá dễ. Easy. Trời ơi, ni T3.
Rồi thì các bạn thấy như thế nào thì các bạn comment ý kiến mình dưới cho mình biết nha. Rồi hẹn lại các bạn ở những clip lần sau mình nhé. Cô Gia Thi. Bye bye.